Đấy, xem các bạn xem màn bắt cá. Ấy, đó, chém. Vô luôn, thấy không? Bắt dễ quá vậy. Đây là cá măng, cá đối. Đây cho các bạn xem những con cá măng. Đây là những con cá lâu. Rất là to luôn. Cá đối. Wow, một con cá măng, măng to luôn này. Các bạn thấy chưa? Đã chưa? Cá măng. Đã lắm. Đăng này tuyệt vời. Báo đăng là gì? Báo đăng là bạn ra biển hỏi thuê một cái đăng cắm sẵn ở ngoài biển. Khi nước lớn, cá sẽ đi theo lưới rồi vào trong đăng. Trong đăng có các ma trận, có 6 cửa ngục. Mà khi những con cá vào đó thì nó không biết đường ra. Bạn là người đi báo đăng là bạn sẽ đi lúc thủy triều nước rút rồi vào bắt hết những con cá mắc kẹt ở trong đăng mang về. Giá đăng được tính trên một lần thuê từ một chai mấy đến hai chai mấy. Không tính trên đầu người nên bạn đi bao nhiêu người cũng được. Cá trong đăng là cá tự nhiên, ngoài biển vào nhiều hay ít cá còn tùy thuộc vào ngày, vào mùa, vào con nước và hướng gió. Ngày nào cũng có thể bao đăng được, nhưng giờ bắt cá thì đi theo giờ của thủy triều. Nước rút lúc nào thì bạn đi bắt cá lúc đó. Không có giờ cố định, nhưng thường một tuần ban ngày, một tuần ban đêm. Bạn muốn biết ngày đó bắt cá lúc nào, hãy xem lịch thủy triều. Còn khó quá thì cứ nhắn tin hỏi mình. Bao đăng là bắt cá tự nhiên nên sẽ có ngày đăng có nhiều cá và có ngày đăng ít cá. Có ngày đăng có cá to và có ngày đăng toàn cá nhỏ. Bên chủ đăng có cam kết nếu khách bao đăng mà gặp đăng không có cá thì chủ đăng sẽ trả lại tiền cọc. Còn đăng ít cá thì chủ đăng cũng sẽ xem xét thực tế và hỗ trợ giảm bớt tiền cho khách thuê đăng. Đặc biệt gặp đăng có nhiều cá thì khách được bắt và lấy hết mang về. Bạn muốn đặt bao đăng hãy nói với mình sẽ tư vấn ngày giờ bắt cá cho bạn. Và nếu chốt được thì bạn chuyển khoản cọc trước 50%, bên mình sẽ giữ chỗ. Rồi bên mình sẽ gửi định vị, hướng dẫn bạn đường đi ra đăng. Khi ra đăng bạn sẽ được bên đăng hỗ trợ cho mượn dụng cụ bắt cá. Các bạn chỉ mang theo cái người và bao để đựng cá mang về. Rồi Moco Bắt Ốc TV xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và có những phút giây thật là sảng khoái xem video này nhé. Hiện tại thì mình đang đứng ở một cái dàn đăng. Đây là dàn đăng vị trí đăng số 4, đăng đôi. Tức là khách của mình thì đang chuẩn bị bước vào trong đăng. Bây giờ là tầm buổi sáng, mặt trời thì không biết nó nằm ở đâu, nhưng mà cũng nước thì cũng khá là êm đẹp này. Thì không biết là có nhiều cá hay không. Đây là cái đăng đầu tiên. Tức là khách vào cái đăng này là sẽ được bắt cái đăng này, xong rồi bắt cái đăng ngoài kia nữa. Thì đăng đầu này thì thường là cá nó cũng không được nhiều lắm, nên là cái đăng chính của cái đăng này thì nó nằm ở mấy ngoài kia. Thì để xem cái đăng này hôm nay có nhiều cá hay không. Đây, để bao cái đăng này thì các bạn sẽ để xe ở trên kia, rồi các bạn sẽ được chủ đăng dẫn đi bộ xuống đây, đi bộ vòng vòng vào trong đăng này. Sau khi bắt xong cái đăng này thì khách của mình lại tiếp tục đi ra ngoài cái đăng ngoài kia. Cái đăng ngoài đó là cái đăng chính và cái lượng cá ngoài đó thì thường là sẽ nhiều hơn so với cái đăng này. Mình sẽ tiến vào chuồng cái đăng đầu tiên, xem hôm nay các bạn bắt được con gì nhiều hay không. Cá gì? Con Sam vậy, Sam hay so gì? Có một con là thôi bỏ đi. Đuôi tam giác đúng không? Rồi cứ bắt đi. Cho nghiên cứu sau. Hai con cua. Con rạm thôi. Đây mình vô hẳn trong mình quay cho các bạn. Bạn nào bắt cá thì vào trong này nhé. Cứ cầm cái mệt vào nhé. Cứ nắm thoải mái, con đấy nó không kẹp lắm. Đang chưa vô chạy. Vô đi. Vô đi, mình vô mình quay cho. Qua anh vô cái coi che cái lỗ sao ta vô. Cứ đứng vào trong. Đó, các bạn. Thoải mái. Đằng này hôm nay các bạn các bạn bắt không dưới 30 kg, yên tâm. Nước hôm qua nó rất là cao, do đó là cá nó vào. Con này con gì vậy ta? Cá đi trâu to. Con cá đi trâu nè. Cá trâu mình ăn hoài đi ăn. Trời trời, một đống luôn dân ơi. Cá đi trâu đó. Rồi, đây. Ôi, tôi nghĩ chị Liên là không kêu cô dẫn đi cái đằng khác đây anh. Đằng nào? Cứ bắt hết đi rồi đi. Đang ngoài kia kìa. Thôi em có quặt nhiêu đây được rồi. Để đủ môi rồi hả? Thôi đủ môi rồi. Ơi. Thôi đủ. Đủ rồi thì về thôi. Đủ rồi, về thôi. Về thôi. Còn đây. Còn đây này.
ấy ui giời cá đó. Anh nội vô đây bắt nè con. Đâu vô đây bắt con đây, vô đây bắt cho nó vui này, vô đây bắt cá. Con có mang dép mà đúng không? Vô đây. Có chân nè, rất là nhiều. Nè, con cái đầu là cái này nè. Chính xác. Kìa. Đúng rồi. Có cái bạch thả hả? Ôi, mà bắt. Đây nè, Thánh. Đây, với em này là mới bị ngộp này. Dạ, ơi. Mới ngộp. Hàng này nè. Hàng này là cả thùng đấy các bạn. Không phải đua đâu. Đấy, hàng tươi ngon. Tuyệt vời, đấy, cá vẫn còn. Cái này là cái gần cái xe mà. Cá chim, cá đối. Tuyệt vời. Đã hết dẹp. Hết rồi, à, rút ra ngoài. Bỏ bàn vậy thôi. Có cá không đi mất tiêu rồi. Không. Cái này có con gì không? Bên này thì ít nha. Bên này thì ít hơn. Bên này đến đưa lên đây. Anh nào lên đây đè cho bỏ vô đây nè. Cho mẹ em. Vô đây. Đây là sản phẩm của cái đăng này. Cái đăng này thì được như đây khoảng cỡ 2-3 kg. Từ từ không nó ra. Rồi, ok, hạ dụ. Rồi. Nhắc nền. Yeah. Rồi. Được 2 kg. Có cá không mà bự lắm. To bằng cái đầu không? Con ghẹ mấy ký? Không tìm thấy được à. Nó đâu đây nè. Đến hoài có con ghẹ mà không thấy nè. To không? Vừa hả? Bự hơn quá nhiều. Con kỳ trời. Ghẹ. Mới lấy này có ghẹ luôn. Trong góc kia có con ghẹ đá phải không? Trong góc này nè, phải coi trong góc này xem phải không? Ở đây có cái mã chiếc veo rồi mày nha. Con này chết bỏ đi. Cho các bạn xem con này nó bị cột đuôi mà nó di chuyển cũng khá là nhanh. Cái đuôi của nó tam giác. Nó ăn sam mà con son. Sam. Sam nhưng sam mà có xíu chứ đâu có trứng phải không? Sam này không có trứng, sam nhỏ bỏ đi. Đi thôi. Không bắt được sam. Đi qua bên kia đi. Đi em ơi. Xách túi cá đi chưa? Đi. Đi qua đây. Lấy cái này cũng lấy cái iPhone á. iPhone quay đi. TikTok chị. TikTok ừ. Đây đi, đi qua bên này đi xem đăng này cho nó sướng hơn. Đăng này cảm giác nó đã lắm. Ừ, đi ra ngoài này. Rồi, bắt xong cái đăng đầu thì cũng được chiêu khoảng cỡ 2-3 kg cá. Bây giờ ra tiếp cái đăng thứ hai. Đăng này ở ngoài này là cái đăng chính. Thì cái lượng cá bắt đăng này thường là sẽ nhiều hơn và hay có cá, có mực. Ở ngoài này cũng khá là nhiều. Thì bây giờ mình tiếp tục ra cái đăng ngoài quay cho các bạn xem hôm nay có sản phẩm gì nhá. Đây là sản phẩm của con người chúng ta. Đây là một cái hàng lưới dẫn cá vào trong đăng, nhưng mà hiện tại thì nó đã được bao bọc ở một lớp rác. Đấy, rác ở đây rất là nhiều. Vì những du khách mà đi ra biển thì thường hay xả rác xuống biển, hoặc là những ngư dân ở xung quanh đây họ xả rác xuống biển, thì tất cả nó được thể hiện qua một cái màn lưới này. Đó, tức là rất là nhiều rác. Do đó là khi mọi người đi du lịch ở biển Vũng Tàu thì hạn chế xả rác xuống biển để bảo vệ được cái môi trường biển của chúng ta thêm xanh sạch đẹp. Và hiện tại thì mình đang bước vào cái dàn đăng vị trí đăng số 2. Đây là
Đây là cái đăng đôi, tức là sau khi bắt xong cái đăng đầu tiên kia thì khách của mình tiếp tục vào trong cái dàn đăng này. Thì để xem hôm nay dàn đăng này có nhiều cá hay không thì mời các bạn cùng vào trong đây xem nữa mình nha. Đây, để mình vào trong chuồng, khách của mình thì đang tiến vào trong đăng này thôi, nhưng mà để vào trong chuồng thì cho các bạn xem sản phẩm hôm nay có những con gì. Cá thì còn chạy bao la. Đây có một con mực nang. Mực nang rồi. Đây thì trong chuồng này thì cá rất là nhiều. Đây là cá măng, cá đối. Đây cho các bạn xem những con cá măng. Đây là những con cá lâu, rất là to luôn. Cá đối. Wow, một con cá măng, măng to luôn này. Các bạn thấy chưa? Đã chưa? Cá măng này rất là to, mới. Tuyệt vời luôn. Quá đã. Đi thẳng kia. Đây, con này to lại. Đã lắm. Đằng này tuyệt vời. Đi lên đây. Kia. Vòng qua đây, vòng. Tuyệt vời. Hôm nay các bạn hết rồi. Đây. Đó, thẳng vô cái bờ quẹo chạm. Đấy, con cá măng rất là to. Đây là... Đấy, những con cá nó còn chui vào trong rác này các bạn. Chui vào trong bọc rất là nhiều. Đây, cho các bạn xem thử này. Đấy. Siêu phẩm luôn. Rác thì khá là nhiều. Đó. Có một con khá là to ở đây, mình tìm thấy nó. Một con cá to ở đây, con cá to ở chỗ này này. Con này hình như là cá chết hay là cái gì này, cá con đây to lắm, con đây khoảng cỡ 5-6 kg. Đây con gì hả? Con hình như con cá chẻm hay là cái gì ấy. To lắm. Chẻm hay cá ngá? Không, cá chẻm hay cái gì ấy. Cá chẻm hay cá măng. Đó. Một là con cá chẻm, hai là con cá măng gì ấy. Con thấy nó khá là dài người. Con ở ngoài bự lắm nè anh ơi. Vô đây. Anh bắt con ngoài bự đi. Đây nè, lội lên đây. Đây, con bự nha, con to đấy. Đấy, xem các bạn xem màn bắt cá. Đấy, vô chẻ. Vô luôn, thấy không? Bắt dễ quá vậy. Cá chẻm nha. Trời ơi, tuyệt vời đấy. Hôm nay các bạn là hên đấy. Có con mực to này. Úi giời. Đấy, dưới cái bờ đó. Đây này, mực ngang này. Tuyệt vời. Còn sống không? Còn sống đấy, nó ngộp bọc thôi. Ơi! Mực. Sản phẩm rất là đa dạng. Cá này nó dính này sao bạn? Thôi bỏ đi, con nào chết thì bỏ đi. Vô đây bắt hết còn hoàn toàn cá sống. Bỏ mày Dân ơi! Về bắt tiếp anh ơi Dân! Rất là đa. Ơi, tiếp ơi, cái anh nhỏ này. Đây, cứ vô cá còn nhiều, hôm nay các bạn cứ bắt thoải mái. Cứ bình tĩnh. Vô mà. Cầm giật quá giờ mới. Quất cái bạn ơi. Con mực lấy coi chừng nó phóng mực. Cá bự nãy chưa? Thôi bỏ vô đi, chi nó bóng mực cho em đứng nè. Cứ bắt hết đi, cá còn nhiều lắm. Cứng nhắn nha mày. Nặng lắm nha. Rồi, sản phẩm của mới. Ê, đây, con cá của em chết nha. Con to thôi. Cái nhỏ không chết một cái bự. Cá đấy là cá măng. Cái này con này nè. Cá gì mà mèo kia vậy? Đâu? Kìa, trong kia kìa. Đâu? Có con gì không? Con sứa. Bắn ngứa nha. Nguyên một con sứa bự chứ. Em mới bắn không sao đâu. Không, sứa không sao, sứa không sao. Chứ đâu mà con cá mày mèo. Sứa không sao đâu. Sứa đừng đụng vào cái xúc tua nó. Còn đầy trong đó đó. Còn trong này hả? Ừ. Đổ vô cái. Để chị đi đổ vô cái giỏ. Đổ vô túi đi. Anh ơi, lấy cái túi đổ này vô mẹ ơi.
Ôi, oh, một con tôm này, tôm sú này. Úi dồi ôi, tôm sú to đùng quá. Đây này, cái này này, thằng này này rất tuyệt vời này các bạn. Ôi trời ơi. Đây đây, cho các bạn, bạn nào thử làm sống con này đi. Rồi, cái này chưa đâu. Đâu rồi? Đấy chưa? Qua đây bắt con bự bên đây nè. Đấy, chất lượng như vậy đấy. Ê, bữa nay là coi như là cái tuyệt vời các bạn hôm nay. Các bạn hôm nay là hên đấy. Vui không? Thích không? Trời ơi. Đấy, những siêu phẩm mà đang ở đây luôn hết à. Thì là không bắt bự bên đây này, cứ đi đâu hoài. Còn trong này vẫn còn rất là nhiều mà các bạn chưa có bắt được hết. Đây, trong đây thì rác còn nhiều lắm và cá cũng còn nhiều theo. Để mình điểm danh cho các bạn xem. Đây, rác các bạn là ở đây rất là nhiều rác luôn này. Phải bới rác ra mới bắt được cá. Bỉm sữa tầm 5 lon nữa. Đấy, cá. Đây, cái này thì những con cá cá nâu này rất là to, cá nâu. Nhưng mà rác thì bao la. Ở trong cái con chứa này còn mấy con bự nè mà sao bắt được? Chẳng sao lên được. Đấy, rác thì mình bỏ ra, rồi mình sẽ bắt cá. Trong rác có cá. Ở đây này giang, con này bự này giang. Ừ, trong rác có cá, để với rác đây thôi. Sao bắt? Ôi, bên đây nhóc hết trơn nè. Nhiều lắm, trong chuồng này còn đầy. Ê, em thấy con nó ngon gì vậy ba? Đâu? Cái đó, thằng đó nó to mà. Con nào? Đây nè. Chui vô đi. Vô đây cho nó. Con cứ vô đi, chú nhặt rác cho con bắt. Bắt thoải mái. Ê, hai ba con cá hả? Ừ, đây là con cá. Chắc nhiều lắm. Đó. Bắt con nào sống nha, con nào sống thì bắt nha. Ừ, cảm ơn. Đi xem. Đấy không? Cầm được. Những con cá, những con này là không nên cầm. Còn những con cá măng, cá đối thì cầm bình thường. Cầm đi con, cầm quay ra đây chú xem nào. Đây đây. Rồi, cảm giác thế nào con? Có vui không? Vui không? Thích không? Bữa sau đi nữa không? Đi nữa. À, đi nữa nha. Rồi, ok nha. Hứa rồi nha. Bữa sau phải đi nha. Đấy, lại một em mực nữa. Dạ. À, mực nàng rất là ngon. Đấy, siêu phẩm từ cái đăng này. Rồi, con đấy. Con cầm lên luôn. Cầm lên cho chú. Rồi, tí xem. Đây, nè. Nhờ quá. Cầm đi. Chút nhờ mà nó phun mực vậy. Đây, rồi. Đấy, đã chưa? Chú cho con lên top top nha. Lên đâu? Không lên top top à? Rồi, tuyệt vời đấy. Rồi, bây giờ để con cá chẻm này khoảng cỡ 3 kg. 3 kg à? Ừ. Cá chẻm 3 kg cũng được. Về làm gỏi hoặc là sashimi đi ha. Lẩu gì cũng được, thịt nó khá là chắc. Đây. Đây, và đây là những thành quả, là những con mực, con cá sau khi bắt xong. Để vào đây cho nhìn cho nó phê. Và túi cá này thì chúng ta giọng xuống dưới nước để cho nó được tươi. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ, đây là một những con cá gọi là to ở cái chuồng này, cái đăng này. Đi qua bên này thì xem thế nào. Bên này có con gì hay không? Kiểm tra sơ bộ từ vòng ngoài. Cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh, đang hôm nay là của mình rồi, bắt hết. Đây, những con cá rìa, cá kình. Siêu phẩm. Đó đấy, là những con ngon lắm ạ. Nó dấy đấy, cẩn thận. Gai nó đâm nhức lắm đấy. Nên là bắt nó hết sức cẩn thận. Cứ cầm bám má bụng như vậy, nắm chặt vào. À, ok.
Vô. Con này trơn quá. Không, cá măng hiền, không sao. Ê. Bây giờ. Không sao. Đứt tay là bình thường, dạ. Sợ cá nó đâm thôi. Đấy. Vậy hả? Đó, cá măng, cá là dãy. Trời ơi, trời ơi. Pháp sư cũng phải thua nó thôi. Đó, cái gì ạ? Rất là gai, rất là sắc. Nhìn thấy không? Em nhìn thấy cái vị nó không? Con này là nổi tiếng của biển. Nó cũng sánh ngang với dòng cá đuối đấy. Cái đuối nó nguy hiểm chỗ nào anh? Cái đuối, cái gai của nó. Nó đâm vào chân rất lắm. Đuối chưa? Lên khô một tí là đuối này nó gì đó. Còn, trong này còn nhiều. Cái này hôm nay có con gì hay không? Đây có những con cá đối, cá măng đứng. Đây, cá lâu nè. Con mực ống này, tôi đã bắt mực ống này, hôm mấy con này hồi nó chui ra hết, nó chết luôn này. Đây là những, đây là những con này nó hút cát vào rồi này. Con này thì phải làm sashimi luôn. Đúng. Nó đổi màu, rất là ngon luôn. Nhìn thấy này, nó phẹt phẹt, nó phóng, phóng mực. Rất là ngon, những con này mà ăn sống được thì tuyệt vời. Cá măng. Cá măng. Chào các bạn, đa dạng sản phẩm, bắt khá là vui. Đây là con cá gì đây? Xem em này là tên gì? Con này tên gì cô? Con nó là cá móm. Cá móm hả? Cá móm. À, thấy nó đâu có móm đâu. Cá miệng nó móm đó. À miệng móm hả? Con này là móm. Sao móm vậy? À thế phá ra mày bị móm à? Ừ thôi. Rồi ở đây đi, móm thì ở đây. Đây cá chim. Đây chính xác là chim này. Đây chim khá là đẹp luôn các bạn. Mua. Nhìn phê ha. Nhìn ngon quá. Thôi, vào đây đi cho các bạn bắt. Đây có một con cua khá là to. Con cua này to lắm. Đây cho các bạn xem. Đây là một con cua này. Đấy. Cua này to đùng luôn. Đấy. Siêu phẩm. Đó, cua nha. Con này hôm nay các bạn gặp rất là nhiều sản phẩm gọi là giá trị trong một cái đăng. Cua cái mà rất là chắc thịt. Ok đây em. Tuyệt vời. Con này đi vào tối luôn đi, không chốc nó ẩn mất. Chắc bảo bị cá nó đập vô cái chân rồi. Đó thấy chưa? Cá gì? Nè, cho con này vào vật. Ủa, con này còn sống không anh? Không. Có mượn hồn. Có mượn hồn mà. Wow. Đây, cho em vào đây. Đưa vật đây, đưa cái vật. Ôi, tính các bà cầm đấy. Không, cầm nó cho một phát. Dạ. Đó, siêu phẩm nhá, tuyệt vời. Rất là ngon, đa dạng, đủ loại sản phẩm hết.
con này là cá cá nệt, cá nệt. Con này đi cá móm, cá nệt. Trời, mực nó cạn, nó chui đâu đâu hết rồi. Đã quá, cái đăng này công nhận bắt sướng thật. Rất là sướng luôn, đăng này có cảm giác bắt cá nó phải như vậy nó mới sướng. Đây, còn cá đuối. Tuyệt vời. Đây lại một con cá này, là cá móm nữa. Cá móm. Để cho các bạn xem, nhìn kỹ xem con này nó có bị móm hay không. Đấy, nhìn cái miệng nó thì đúng hơi móm thật. Cái vây của nó thì cũng khá giống con cá chép. Đây nó này. Đây là con gì này? Ok. Cá đối, cá đối, cá đối. Đuổi nghịch. Sạch ơi, xuống nước đi. Nhảy đến đây làm gì? Xuống đây. Đây. Nhìn. Em không bắt à? Cẩn thận nhá, gai đâm đấy. Xem nhỏ đang bò bò kìa. Ừ, đúng rồi, xem nhỏ. Ừ, bắt được con nào bắt. Nhỏ bỏ ghẹ nhỏ cũng quá trời. Đây để ghẹ nhỏ, mực nhỏ. Mực ở đâu ra? Mực ngoài đấy. Đây nè, lấy con mực ống này, con nhỏ này còn tươi ngon luôn á. Nhưng mà nhỏ quá thì các bạn không bắt đấy. Đây, những con ghẹ thì ghẹ chuồng này thì cũng khá là nhỏ. Ghẹ. Bắt rồi. Ghẹ nhé. Tôm nè, tôm sú nè, cá nâu nè, bạn không bắt luôn. Đây là những con tôm sú, cá nâu nè, cá nâu mà nó nằm như vậy luôn rồi các bạn. Tôm sú. Tôm sú, tôm sú nhỏ. Đây là những con ghẹ. Đây. Ghẹ rất là ngon, ghẹ rất là chắc thịt luôn. Ghẹ. Đây, trong đây còn có ghẹ nữa này. Đấy. Ghẹ nhỏ rất là nhiều. Cho nó xếp hàng đây. Đấy, ghẹ. Đây là con này cũng con ghẹ đá hay là con gì đây? Rất là ghê. Cái đang này là cuối cùng rồi đấy. Đang thứ hai rồi đấy. Hôm nay các bạn là gặp rất là nhiều sản phẩm nha. Tuyệt vời đấy. Đây. Đây nè. Giang. Nó bảy nước đầy mặt luôn đó. Ok. Tuyệt vời. Còn chút còn hết. Còn đây còn mấy con nhỏ các bạn tha mà. Đấy, bắt đi. Mấy con bé bé này con bắt được này con. Con bắt chơi đi. Mực đó, mực baby đó. Những con này là mấy đẻ này anh. Mực ống á. Con trắng nó bự kìa. Đây này con cá. Cá móm. Cái này là cái chỉ vàng. Ấy nè, cái này trúng lên quả. Ôi con nó đâm nhất cho lắm á. Ốc mỡ nè, đây nè. Nè ốc mỡ bỏ nè. Ốc hương nữa nè. Có
không đâu. Đâu ông ở Mình Hồn sao mà? Ông Hương. Nè nè ông mở nè, nè ông mở nè. Thì nhiều không? Hello, xin chào chị Mình. Được sản phẩm gì chưa? Này là chung bên này hả? Dạ. U ghẹ to vậy. Có mực nữa hả? Dạ có mực. Ừ. Được đấy nhỉ. Cá to phết. Bên này được nhiều chưa? Bên này bây giờ mới qua bắt hả? Dạ. À, ok. Đây là cũng được đấy, bên này hay có mực. Các bạn cứ nhìn sát lưới, mực hay ở sát lưới. Nó cứ dở mấy cái lưới này ra, mực nó hay đứng ở trong đó thì mình sẽ nhìn thấy nó. Bắt được con gì chưa? À, bắt được mấy con cua, con ghẹ hả? Ấy da, có cá đuối hả? Chỗ này như có con cá đuối to. Ừ, mình mới đạp chúng đó. Đó, mang cái túi này đi đựng cá là tuyệt vời đấy. Con cá lầu ngon đó ha. Đây đi vào chuồng bên này xem. Sản phẩm chuồng bên này thì xem bên này chuồng bên này có con gì nhiều không. Có đâu? Có. Đấy, vợt đấy. Ôi, yêu đi. Có con sa mấy con so gì kia. Sam nhỏ, sam nhỏ thì không ăn. Con này nhỏ mà đúng không? Ừ, nhỏ thì bỏ đi. Tí nữa bỏ. Kinh không ta? Không, sam nó hiền lắm. Cầm thoải mái, nó đâu có kẹp gì như cua đâu mà. Cứ để đi, cứ để đi, không ra được đâu. Chuồng này là cá còn không ra được mà. Đúng rồi, cứ nhấc cái tấm lưới lên, dồn tính hết. Không, không, chỗ đấy lưới nó căng hơn. Nó gần cái chỗ cột. Con nào chết thì bỏ đi. Chết lâu thì bỏ đi. Đây là hàng sống không. Đây, có mấy con cá nâu kìa. Cá nâu. Con đó là ngon lắm. Đâu đâu. Đây, đó. Đây rồi trong rồi. Đi xe. Ơi, đây là cú. Đấy, em được dồn vào một góc. Mẹ trời. Cái đối to đấy ha. Còn đó mấy con dài dài là cá măng rồi. Ừ, dài dài cá măng em. Nhiều lắm, bông mai con. Bông mai cứ bắt hết đi. Lúc nữa nếu mà có bắt quá là hỗ trợ răng lưới cho các bạn bắt hết luôn. Cái nâu đấy bạn bắt chưa? Chưa.
con này to á. Ừ, cá nâu là cứ bắt, cá nâu nó không thả. Cá nâu ngon, ngon hơn cá đối mà. Đây, xúc bên này này bạn. Cua. Đúng không? Con đĩa đấy. Cá đù hay cái gì nó kêu á. Cá đù nó kêu cọc cọc. Dọn hết trong ấy, ra ngoài này nhấc cho dễ. Trong này thì cái tấm lưới nó căng, đừng lấy chân gạt nhá, trúng. Ừ, thường thì một bên ít, một bên nhiều đó.